sinh, khám phá để thấy rõ nét bao nhiêu con người thân thương, những nơi đầy tình quê hương. Ta sẽ nhận được món quà quý giá, ý chí cố gắng đất nước ta ơi sao thật bao la. Khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người, thiên nhiên, ẩm thực văn hóa bao miền. Dạ, con chào mẹ con đi. Chào, chào chị Dân em về. Mọi người, sức khỏe may mắn. Rồi thôi bây giờ chúc mừng. Chúc em thành công. Ủa em cũng về chung luôn à? Không chào tụi em ở lại vậy? Tụi em là anh biết tụi em sẽ còn đi một cái chặng đường rất là dài. Dạ. Còn anh tới đây, anh chịu hết nổi rồi. Dạ. Nhưng mà về trước. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Anh chúc cho tụi em ở lại thành công. Đi đến đâu cũng được, hay là bà con ủng hộ. Quan trọng là mình phải quảng bá những cái gì đẹp nhất của Tây Ninh. Dạ. Tây Ninh nó có rất là nhiều cái khu du lịch như là núi Bà nè, tháp treo nè. Rồi bây giờ anh mới nghe nói là xem một cái bức tượng to, thật là to trên núi Bà đó. Bao nhiêu đó gửi gắm thôi được rồi. Thôi chúc mừng. Một lần nữa xin chào tạm biệt. Go 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 yeah 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 yeah. Anh ơi, đấy, nổi gì, không có nổi gì hết. Mỗi ngày rút điện một con báo. Đi kiếm tiền. Cái hàng kia trước đây. Đi đi. Nghĩ nhờ ngồi. Ngày giờ mấy cũng kiếm tiền. Nhưng mà mình phải tới cái chỗ làm đó trước 3 giờ. Hả? Rồi rồi rồi, hàng kia đâu? Hàng kia còn nằm bên kia chứ đâu. Không có ai mình nè. Cái gì? Ăn kia làm nghề khác. Đấy. Đâu có ai nữa vậy. Cái này là nặng nhọc và có anh em mình thôi. Làm được vậy giờ này. Công việc sẽ kết thúc trước 6 giờ sáng. Từ 3 giờ tới 6 giờ thôi. Đấy, thôi lên, mình chỉ có 5 phút bây giờ tới khoảng rồi đó. Ông anh tôi dậy rồi thì hai thằng này cũng phải dậy luôn chứ. Quỳnh ơi. Quên. Quên. Ủa tụi tôi vậy làm gì vậy? Vậy đi làm kiếm ăn chứ. Mấy giờ rồi? Thì ta nói đó, con cò mà đi ăn đêm lộn cổ canh mềm lộn cổ xuống ngao gì đó. Có tụi mày biết câu đó như vậy. Giống như là ai phái tới xong rồi chỉ gọi là nó không có đi từ nãy giờ hết. Sáng dữ à, sáng 12 giờ trưa luôn á. Mà sao sáng sớm trời, cứ tự nhiên chạy hết trơn. Đông đủ lắm. Hát một bài nè. Dừng nước trái tay rồi lại. Tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ủa vậy là anh Vinh Khánh hả? Anh Vinh Khánh thôi. Vậy đi 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 đi. Sao tới làm phiền mọi người vậy? Thì thiên hạ nói hiểu không? Sao? Là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia đó. Có họa này... cùng chiêu. Cùng chiêu hả? Đúng rồi. Vô. Are you ready anh? Đôi mắt thất thần, những nụ cười ngờ ngợt trên trời. Cuối cùng nó là con gì Khánh? Em kêu anh đi thì tôi đi. Đồng chí Cano. Con cáo rồi, con báo rồi, giờ con cú nữa hả? Ủa mà chỉ có hai người đi hả? Đi bên muộn chứ. Chả nè, thôi ngủ trước đi, anh em tôi đi đây. Dạ, tắt đèn. Ủa? Anh đi anh, lên đường. Hai đứa nhà coi phòng nha. Dạ. Dạ, anh đi cẩn thận. Tụi em đã tác trách khi để anh lọt vào đây. Ôi. Ôi, chú sức kem chống nắng mà. Đâu có mặt trời lên đâu anh. Sương ăn sáng. Trời anh ơi. Mới đắp mặt nạ tối hôm qua. Không sao đâu. Trời ơi, không có một bóng người nữa, đi làm cái gì mà giờ này vậy? Ta hẹn mấy giờ? Người ta hẹn em 2 giờ. Cái nghề này phải làm trước khi bình minh lên. Ồ, tao đang ngủ nệm ấm chân em cũng ngon quá trời quá đất luôn. Anh đánh ra anh còn ngủ được từ ốp đoàn hôm qua tới bây giờ. Em, anh biết không, em diễn 2 suất. Diễn xong suất tối hôm qua là 11 giờ rưỡi, về tới nhà mới vừa về tới nhà luôn là 12 giờ xe tới đón rồi. Bớt làm lại hiểu không? Tuổi trẻ đi chơi đi. Lớn tuổi á, cái đi chơi mấy chương trình như vậy nè. Ủa? Cái đang ngủ tao kêu dậy cái quạo hiểu không? Ủa? Mình chuẩn bị quẹo phải nè, chạy hoài đi nha. Quẹo chưa, quẹo chưa? Ngược quẹo lại. Quẹo lại phải không? Thôi. Ôi gì vậy? Người ta đang ngủ ngon mà trời ơi. Mày quẹo phải không? Quẹo đây nè, phải không? Quẹo đây, đây, đây. Ui, ở đây là nguyên cái làng làm cái này luôn ta. Ui. Xin việc. Giờ tôi con làm tới sáng, tới 6 giờ sáng. Cô trả tụi con nhiêu? 120, có chịu làm không? Nhiêu? 120. 120. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh ơi, 120 ngàn chịu làm không? 120 thời gian bao nhiêu á? Là từ đây tới sáng á. Mặt trời lên là nghỉ ha. À đúng rồi, xong công chuyện hết cái dĩ này là nghỉ nè. Đẹp trai có tính thêm tiền không? Trời ơi, cũng trả giá nữa trời ơi. Không phải tao giờ. Gấp đôi đi rồi làm khuya. 240. 240 luôn cả ngày, 2 người. 2 người cả ngày luôn, 480 triệu ơi. Bây giờ nếu mà tụi em làm hiệu suất hơn người bình thường thì sao? Bằng giá luôn. Đúng rồi. Bằng giá luôn. 120 à. Trời ơi. 2 người thì 240. Không phải chủ, quản lý thôi, quản lý hả? Không phải tao giờ. Trong cái chương trình này anh Khánh quý từng ngàn luôn chị. Thua cái đội bên kia 1 ngàn cũng thua nữa chị hiểu không? Ok. Chút sáng kêu chị chủ bo thêm người 20. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Sao thua đội ta? Không chị miếng. Trời ơi, ok. Rồi, làm thôi, làm, bắt tay làm nghe sung quá rồi. Giờ sao chị? Giờ đây, sao đây nè? Đây nè, đây chị Nguyễn nè. Đây phải không? Đây. Dạ. Đây mình để qua đây. Để qua đây. Đó. Cái mình có người, 2 người thì giờ có người lấy dĩ đi. Rồi, rồi hiểu rồi. Tôi bỏ bánh qua. Đúng rồi, ok chưa? Là 2 ta vậy ha. Đó, đó vậy đúng rồi. Khi nào mới đủ, khi nào đủ. Hết thôi. Ăn cơm lần 2 cái đi anh, ăn cơm lần 2 cái đi. Đó. Trời ơi, trai đẹp mà còn giỏi giang nữa là ai mà chịu nổi. Trời ơi, ai chịu nổi? Đúng rồi, ai chịu nổi. Ôi, 1 miếng là 2 kg đó nha. Nặng à. Ok không? Vậy được chưa? Lên lương xíu đi, nặng quá, làm khuya mà còn làm nặng nữa. 220 tại vì đây là mần nó rẻ lắm mà Khánh ơi. 2 người là 240. 240 đúng rồi, 2 người là 240. Anh lấy vô canh tao không tỉnh ngủ nói chuyện hồi là sửa tiền liền à. Khuya dữ lắm mà mần có nhiêu đó à. Nặng ghê anh ha. Sao? Giờ sao chị? Mình đổi bánh. Đổi giống như vậy nè. À, đổi bánh. Ờ. Vô. Để chi ta? Vô. Vô phải không? Vô. Đổi cho em cái đầu, hình nhất cái đầu á. À, đội lên đầu. Còn cái nón nào nữa không? Ủa chị, sao hồi nãy em thấy lúc mà em gỡ bánh á là cái này nó cắt làm đôi mà sao cái này là cả 1 miếng dài? Cái đó là buổi trưa. Buổi trưa hả? Mình phơi là xong sau khi phơi xong vô mới cắt hả? Rồi phơi tiếp hả? Cái đó là 120 nữa là buổi chiều sẽ có cái vụ đó. Dài để em ở lại chơi làm tới buổi chiều. Rồi anh Khánh đi trước đi. Chơi. Nóng không? Có chuyện với Điện, có chuyện với Điện anh. Ô, nặng nha. Rồi quẹo vô luôn, quẹo vô luôn. Ôi, cái này nặng nha, này nặng nha. Người ta đợi 2 cái, đợi có 1 cái mà nãy còn đợi tiền bo nữa. Tiền bo cho cái sự dễ thương thì được không? Nhờ siêng năng á. Rồi, để xuống, để xuống. Rồi để đây, để đây. Đó. Quá dễ dàng. Quá dễ dàng chưa? Đúng rồi, đó, quá dễ dàng rồi. Cái này mà đội hai cái là ngày mai em còn có 1m6 rồi nha, đang 1m73 lận đó. Nè đây, pha mình phải kê lên. Mình kê lên cái mí này nè, đúng không? Nè, đó. Để chi vậy? Tại sao nó nhiều, rất là nhiều vậy, không kê là nó sẽ dư bánh, không có chỗ để thôi. Gần 1.000 dĩ lắm. Một khung em nhớ hồi nhỏ mẹ em tráng bánh tráng á. Đúng rồi. Là không để vậy mà để đứng lên. Đứng có liếp lên, mà cái này để đứng là nó bị rớt cái miếng bánh, đúng không? Đúng rồi, vậy là đòi tiền. Ừ đó. Đúng không? Đúng rồi. Ủa, rồi trừ tiền ơi. À đó, mình phải gỡ ra nóng nha. Một chút xíu nó thấm vào tay, nó nóng. Anh đánh em e là người phụ anh kiếm tiền đó. Rồi kê lên, kê lên. Rồi ok đó. Nãy mà đừng có dục nó sẽ cuốn lại. Tính giờ muốn tính đội hai cái nè. Ơi vậy không được, đúng rồi nên vậy. Rồi em hiểu rồi. Phải lên. Nặng lắm. Được. Rồi hai cái luôn hả? Hai cái luôn cho lẹ anh ơi. Cái này kêu là bột gì anh? Cái này là bơm dầu xuống hả cô? Dạ, một ngày làm mấy ngàn ký bánh à. Rồi mình cũng có vô bánh luôn. Nói chung là vô đây là cái gì cũng phải biết làm hết để mình thay đổi vị trí cho nhau được. Dạ, một ngày làm mấy ngàn ký bánh à. Không có dây chuyền chuyển qua mà phải múc về nguy hiểm đó. Thật ra là anh Khánh không phải là đặng coi người ta tráng bánh đâu, mà là đang mệt, là giả bộ để nghỉ mệt. Ê, hồi nãy giờ em mà là quản lý đây là em trừ hết lương anh rồi đó. Cái được không? Nóng nha, nóng, rất nóng. Ngồi dư quá rồi sao không? Hả? Chị sắp hết công đoạn này chưa? Sao hết tới sáng là. Nhưng mà giờ muốn thử những công đoạn khác. Bây giờ qua cái khâu này được không? Anh Khánh qua kia đi, bé bên đây. Rồi mình banh ra. Banh ra đều coi gì nè. Dạ. Đúng không? Đó. Sao mình không lấy cái ba cào mình cào cho lẹ chị? Mình cào nó sẽ rách dĩ người ta. À, là phải đền đó nha. Vậy hả? Một cái dĩ vậy là 300.000. Hèn chi. Ồ, đang ngủ bắt người ta đi làm. Ôi, em cũng mê ngủ lắm nè. Mà nào em ra đó. Đúng rồi, thôi dù gì cũng cảm ơn em. Sao cảm ơn em? Nhờ em mà anh biết được một cái ngành nghề cũng rất là thú vị. Không có nhờ chương trình chứ đâu có nhờ em. Nhờ em tới báo anh vậy đó. Chứ không sao anh biết. Không, mà mỗi nghề nó sẽ có một cái thời gian làm riêng ha. Dạ. Có những nghề là cứ ngủ đã, ai kêu lúc nào làm lúc đó. Có những nghề là phải làm giờ này. Dạ. Để cho sản phẩm nó kịp khô. Cái khâu này của bộ nè, dễ nè, nhàn nhã. Nhàn nhã nha, nhưng mà hơi đau lưng nha, hơi đau lưng á. Em đau lưng rồi đó. Sao nhẹ nhàng không? Thấy chuyện nhẹ nhàng không? Nhưng mà cực cuộc sống à. Cực cuộc sống thấy cực khổ không? Chỉ cho hỏi nhỏ ấy. Là nghề vậy, ví dụ như bên đây bên kia làm vậy có sao? Hai sự cạnh tranh gì không? Không. Không cạnh tranh hả? Bình thường tại này cái giá cả là ngang nhau vậy. Ngang nhau luôn. Không có bên nào mắc hơn nữa. Như là làm cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi đó. Là truyền thống luôn. Chị giận bà chủ bên này qua bà chủ bên kia làm. Có vụ đó không? Hả? Không có vụ đó hả? Chủ nào theo chủ đó. Thà làm người khác chứ qua vậy mất công hai cái chủ người ta mất lòng. Nhưng mà thường này chủ rất thương nhân công của mình lắm ha. Kiểu như lâu lâu rồi cũng chủ cũng chở đi du lịch, đi ăn đồ đó. Đâu là một tháng vậy đó là chị chủ chở đi ăn buffet. Vậy hôm nay là có ngày đi ăn buffet không? Tới ngày ăn buffet chưa? Có, chiều nào. À tới chiều đi ăn. Được 280 đi ăn buffet luôn. Làm sao vậy? Nhiều khi lấy tiền 280 anh mua vé buffet là hết luôn. Đánh đổi quá gì. Giờ này hai người kia nhà ngủ giấc ngon dữ à. Đó là mình bị thiếu ngủ rồi. Đó là sao mình làm việc nổi đâu. Trời ơi, tức ly dư quá. Tức muốn đánh luôn hả? Nóng lắm á. Phỏng á nha. Nước sôi á. Em lọng trọng cho nên là cho em tôi ra đi nước sôi nó văng á là phỏng á. Đó đó vậy. Đó thấy chưa? Phỏng rồi. Nè văng một cái là dính cửa liền. Để coi chừng tới em á. Dạ không? Em là kính mít từ trên xuống dưới rồi. Nặng đó nha, nặng đó. Bánh giờ nặng hơn bánh kia đó. Vậy hả? Ừ, nặng sẽ nặng hơn. Ui sao nặng cụp đầu á. Đúng rồi, cái bánh. Rồi bây giờ hạ xuống là mình cũng y vậy luôn. Y dân như bánh trắng đó. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi thôi mình để vậy thôi. Chị, ví dụ như mà hôm nào mà nắng ơi là nắng, mình có cần sấy không? Nó đủ khô ở đây không? Đủ khô rồi. Khô rang luôn rồi. Khô rang luôn. Còn hôm nào mà kiểu như làm vừa nói vừa làm coi quy trình sản xuất người ta chậm bây giờ. Dạ mình đẩy giống nãy anh Khánh, mình đỡ đội, mình đỡ đau đầu. Anh vướng rồi, em chưa kịp nhắn anh. Ê cuốn cái bánh ơi. Rồi sao mày làm nó cuốn lại rồi. Cái này chắc trừ lương quá. Ê cuốn rồi thì đó, bánh nó liền ra đi cưng. Được không, được không? Được. Ra đi cưng, nóng quá. Ngoan, ra đi cưng, ngoan. Không được để trưa chị chở chị gỡ cũng được. Được không chị? Được. Trưa nó cũng ra hết rồi. Vậy hả? Nóng quá ta luôn. Nóng quá ta bỏ quá đi mất công phỏng tay á. Hết chưa chị? Còn 2 thùng nữa là 2 xe như vậy nữa. 2 xe lận hả? Ừ, còn bên đó 1 xe là đầy vàng, còn đây 1 xe đầy vàng. Trưa mà làm khúc trưa mà có chạy mưa nữa còn mệt dữ nữa. Đuối chưa? Đuối rồi đó. Quá đuối rồi. Mắt em mờ rồi nha. Nghiệt ngã khúc này nha. Ừ. Khum xuống cái muốn ngồi luôn vậy. Có ai hiểu thấu cảnh này? Ăn này lúc chê ngon chê dở, làm đi rồi thấy cái cảnh không bao giờ dám chê bất cứ một thứ gì nữa hết. Hết chưa? Dạ hết. Mình chụp tấm hình ngay đây coi cho nó. Được chưa? Vậy là xong, về chị trả lương nha. Dạ. Công nhận cái nghề này nó cực nha chị. Thức khuya rồi dậy sớm. Nóng nè. Còng lưng, nai lưng. Tại cao quá, nói chuyện phải ngó về nè, thấy không? Chị thực sự là ngày xưa là chị cao bằng anh Khánh phải không? Chị bưng cái này riết mà chị còn cái gì đó phải không? Vậy giống như là kêu là gì tổ trưởng chấm công rồi trả lương luôn rồi. Bây giờ là hồi tối có nói là mỗi người 120, đúng không? Bây giờ thấy đẹp trai quá mà xuyên đó thôi được chị bo 20. Không có, hồi tối chị hứa em là chị bo em 30 rồi. Trời, con lên giá quá trời. Có không? Có không? Đề nghị va cho em xem lại khúc này à. Trong sáng kêu chị chậu bo thêm người 20. Thẻ vàng. 20. Thẻ vàng nha. Qua hết. Chết rồi, đây nè, giờ chị trả 240, 20 là 260 nha. Cái gì á? 2 đứa là 280. 280. Đứa 20, 2 đứa 40 là 280. Ủa, cho 20 mà. 20 mỗi đứa. Trời chết rồi. Va, để cho va đỏ. Đây 280. Cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể mời mấy chị kia vô em chụp một tấm hình kỷ niệm em tặng chị được không? Vô đây chụp hình. Đẹp không? Cái màu nó tươi ha. Hello anh. Hello. Ủa? Bây giờ mới đi làm hả? Đúng rồi, dạ con chào mọi người. Ngủ thẳng bây giờ mới đi làm. Vậy lúc mấy giờ vậy? Vậy lúc 3 giờ nhờ ơn của anh em không được. Ơn của anh á. Chúng tôi làm việc rã xương rã cốt. Hôm nay chúng tôi được trả 1,2 triệu. Cái gì? Làm cực lắm, nặng lắm, vô khi thử cái cho biết không? 1,2 triệu 220. 1,2 triệu là trong đó có 280 tiền công, còn nhiêu là tiền bắn máu. Làm sao vậy? Đừng có khoai á. Cái này là gì? Bột khoai. Rồi nhấc lên rồi. Bột khoai nấu chè đó biết không? Rồi khoan nè, đội lên đầu đó, dụng cụ chiến đó thấy không? Đội đi thử cái. Quay xạo. Nè nó là như vậy là mấy đứa. Nó hơi khó lúc này thôi, để anh lấy cái ngoài anh biểu diễn cho. Là bột khoai, làm khoai mì đúng không vậy? Ồ, nhưng mà cái bột này là để sau này mình cắt rồi mình nấu chè. Không nghĩ đi chị, không coi mà lo nói chuyện không à. Nghĩ về hết giờ làm rồi về. Anh gì? Ủa? Anh kêu anh Khánh vậy làm kêu tụi em vậy chi vậy? Phá chơi vậy đó. Hả? Để tụi em không có ngủ đủ, để tụi em không có sức lao động, để tụi em làm kiếm tiền thì các em sẽ kiếm được ít tiền hơn anh Khánh, vậy các em thua anh Khánh. Không, bây giờ em hỏi nè, bây giờ có nghĩa là một người đã xong việc rồi. Xong rồi. Ok, bây giờ có thể là chia làm hai xe đi. Anh Khánh về nhà ngủ, anh đi thẳng lên núi Bà á, có cái chùa anh lên chắp tay là anh niệm đi. Hành động của ngày của anh ngày hôm nay rất sai trái. Vậy hả? Anh Quỳnh Lý. Bé này chỉ thức ban đêm thôi, nó là con cú. Ủa? Con cú đây là con báo, nó báo gia đình anh 2 ngày rồi. Em là con cú về đêm. Anh Lê Nhân là con cú hả? Ừ rồi, đi về. Ê mà Nhân Anh, cái hồi sáng có người kia chứ anh quạ chửi á. Sao anh không chửi em vậy? Hay vậy? Anh giống anh tự bi hiển xả làm sao á. Ồ, anh tu trong tâm á em hiểu không? Vậy đó. Hồi nãy chạy xe em chở anh là anh ngủ trong tâm luôn đó. Đó. Đường tới nhà này anh cho em tự coi map nè. Ê, cho dù ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình về mình phải nói là mình kiếm được 2,5 triệu mỗi người nữa. Sao vậy? Mình phải hơn người ta gấp đôi chứ. Dù đó là cái chuyện không có, nhưng mà nó sẽ phần nào làm áp đảo tâm lý đối phương. Chi? Hả? Chi á? Làm vậy làm chi? Làm nổi cái tính hơn thôi là trỗi dậy. Nhiều nói nhiều thôi. Chi? À. Đây đây nha. Dạ, đúng rồi, anh Vũ nè. Dạ anh Vũ. Dạ em bị đi muốt. Ồ, uy tín dữ ha. Dạ, nói là tới làm mà. Vô việc luôn đúng không anh? Vô làm luôn. Thì như hôm bữa nói thì cứ thao là cứ 20.000 em chạy hết, thao là cứ em được 20.000. Dạ. Vậy đó. Cũng kiếm được ký gạo con khô. Dạ, ok, bao nhiêu tiền cũng được hết anh. Làm cho biết. Dạ. Rồi vậy em vô đi rồi cái gì coi máy móc rồi luôn. Rồi em cứ chọt vô thử 1-2 cây vậy đi. Chọt vô đây nè cho nó đi. Chọt vô đây hả anh? Đúng rồi. Chọt vô đây hả anh? Đúng rồi. Em mới tưởng tượng nó rút cái tay em vô. Đúng rồi. Nó phải rút. Hả? Sao mới đầu không nói vậy đó? Dạ. Nhưng mà nó không có gì hết á, mình cứ chọt vô. Rồi, đó. Ok không? Dạ ok. Đó, cứ chọt bình thường. Tắt. Dạ. Em không thể nào để chạy về nhiều được ha. À dạ. Chạy nhiều quá. À mình phải bó chạy trước xong rồi mình làm tiếp luôn. Dạ. Em xin lỗi. Đúng rồi. Tới công chuyện nữa rồi. Đó, nó tới công chuyện suốt vậy đó. Ủa anh bị vô dầm rồi giờ sao? Có sao không anh? À không, lấy dầm ra. À, em ngồi em tuốt cái này nè Khánh. Dạ. Đó, tuốt bột xuống ha. Dạ. Tuốt là nhẹ coi chừng sốc dầm ha. Sốc dầm à? Cẩn thận Khánh. Ôi gì vậy? Tính ra nhìn cái việc này nó dễ dàng nhưng mà nó cũng không dễ ha. Đúng rồi, nhìn thì có vẻ dễ á. Nó quá trời công đoạn, nó quá trời bước luôn. Mà một thao mọi người kiếm được 20.000. Cực quá ha. Cực chứ, kiếm đồng tiền quá thật là không dễ. Sát lại, sát biết lại. Biết rồi, em đang sửa chữa. Tính là người ngồi canh như thợ sửa vậy ha? Không, giống như là mình là ở đây tới đây học làm nhang nhưng mà bên cạnh đó mình cũng học sửa cơ nữa. Khí rồi đó. Đúng rồi đó. Ê Khánh, anh nghe nói cột nhang cũng được lắm á. 800 đồng một bó. Ủa? Còn muốn làm thêm nữa thì cứ vô chổng chị kia chỉ cho em cột nhang. Dạ. Cứ một bó nhang như vậy thành phẩm nó xong là em được 800 đồng. 800 đồng? Ừ. Wow. Là mình cột có bao nhiêu bó thì mình được 10.000 trời. Mười mấy, 20 bó. Rồi bây giờ Khánh qua bển bó nhang đi, để cái này anh ấy cho. Bó nhang ở đâu hả anh? Qua chị ở bển á, chị hướng dẫn cho làm. Móc vô đây. Đúng, chính xác. Bung nó ra. Bung nó ra. Kéo bự ra chút. Đây 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 đây. À mình phải kéo sâu, càng sâu càng tốt. Đúng rồi, càng sâu càng tốt. Từ từ từ. Hả? Trời ơi, em làm như một nghệ nhân vậy mọi người ơi. Coi có giống nghệ nhân chưa? Hay chưa chị ơi, như một tác phẩm nghệ thuật vậy đó chị. Nhưng mà nó là sai đó. Ủa chị là kiểu người chuyên nghiệp rồi thì khi mà một ngày thì chị cột được cỡ bao nhiêu bó nhang hả chị? Một ngày thì chị làm là ý là thành phẩm luôn á nha. Thành phẩm luôn phải không? Dạ. 200 bó. Hả? 200 bó. Giỏi quá. Khâm phục thiệt có chị. Mẹ chị làm nhanh dữ nè. À mẹ chị đến bây giờ còn làm luôn? Ừ. Này là nghề gia truyền hả chị? Không, hồi xưa anh với chị là làm tóc. Ủa? Rồi sao cơ duyên nào mọi người chỉ có làm nhang? Là tại vì cái anh bạn của anh Vũ hớt tóc, cái anh nói hớt tóc nó hơi cực hơn nên làm nhang. Mà ai nhà đâu làm nhang cực hơn hớt tóc. Đúng rồi, trời, cái câu mà hớt tóc cực hơn làm nhang sao em nghe nó phi lý ghê á. Ừ, tại vì ổng làm quen á. Nhưng mà giờ thí dụ mà kêu chị cắt tóc lại chị cắt được không? Không. Chị đâu biết cắt tóc đâu. Ủa? Anh Vũ cắt. Còn chị thì bán bún riêu với cà ri gà. Trời, ngon vậy. Giờ còn bán không chị? Nghĩ rồi. Đó phải thức khuya mình đi chợ mua đồ rồi về nấu. Với lỡ gì hôm nào mà trời mưa gió bán không được cái là về ôm hết. Ế là ăn một ề luôn á. Dạ. Còn nhang này ế vô tư. Ế vô tư. Thôi trộm vía chị ơi, trộm vía đắt chị ơi, đừng có nói ế nữa. Đó em biết chứ bó này bán nhiêu tiền? 100 ngàn hả chị? Có đâu, 25 ngàn. Bó này 25 ngàn hả chị? Trời mà làm chị ra chốc dãy luôn á. Ừ. Lúc trước á, một bó như vậy á là 25 ngàn. Dạ. Mà nguyên liệu nó lại rẻ. À. Bây giờ một bó nó cũng 25 ngàn. Nó không có lên giá. Mà nguyên liệu nó lại mắc. Ờ. Đó. Cho nên là làm càng ngày càng ít lời lại. Sau cái chuyến đi này, em xin hứa là từ nay về sau em có đi chợ, em đi siêu thị em cũng sẽ không bao giờ xin trả giá một lần nào nữa. Em đã thấy được là để có được một cái gì đó mà người ta làm ra cho mình mua, mình sử dụng nó quá là vất vả đi. Đúng rồi. Dạ, nên thôi em không sẽ dám xin bớt nữa. Ừ. Khánh ơi. Dạ. Rảnh chưa? Dạ em chưa rảnh. Cà phê nhang. Em đang làm cái này. Cà phê nhang rồi vô anh phụ cho. Đi. Gì? Thiệt không? Thiệt. Cà phê nhang hả? Đi. Em bỏ ngay giữa cái cột á Khánh. Sóc mà bình thường không có gì. Ô, không rớt luôn. Rồi xong nè, ha, em thấy không? Mấy cái nhang bể nè. Dạ, lòi đầu nè. Lòi đầu nè, lụm. Nhẹ nhàng thôi, đừng có sợ nó đau. Em cứ là bóc lên nhẹ nhàng như vậy, không? Ừ, cứ nhẹ nhàng vậy thôi, nó đều như vậy. Dưới, nghe không? Cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Cái này phơi là cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ mới khô. Ủa anh, thí dụ mình đang trong trường hợp mà mình phơi mà trời mưa thì sao? Ví dụ nha, ôm không kịp thì nó ướt rồi sao anh? Đúng. Bởi vì anh cũng đang trông cho mưa là mình mới xử lý tình huống mới. À, có nghĩa là anh trông cho mưa để tụi em chứng kiến được những cái tình huống đó đúng không anh? Đúng rồi. Nhưng mà vậy hư nhang của anh hết. Mà xử lý luôn anh. Được, bình thường. Thôi, vậy thôi, thì em đỡ lo. Để đây đây. Nè anh dặn là biết làm dữ chưa nè, nó chỉ về thôi nè Khánh, lùi xuống nữa. Biết rồi, biết rồi. Tức quá trời, tức luôn á, thiệt á. À mình chỉ cần lấy lên làm lại thôi hả? Đã làm sai mà làm cho nhiều vô. Đâu anh làm em coi coi. Đâu, cầm cái tay. Rồi. Cái tay chưa? Đấy, em để anh về. Quê là quê, là quê chúng mình, quê nhiều. Là nó không được, hiểu không? Em làm vậy là nó không được. Có sự là giáo viên chưa? Nhiều, nó bị nhiều quá. Tại vì mà khi em biết mà nhang mà không trở liên tục á, nó chỉ khô một bên và bên dưới nó ướt, nó cong cây nhang, nó cũng khó chịu lắm. Anh Quỳnh ơi, đã nạn tính tiền quá lên nhanh còn đi làm nghề khác nữa. Nè chị. Ok, để chị kêu anh tính tiền cho em chứ chị anh ngồi đi tính viên đi. Sao mà chị cầm 60.000 dữ vậy? Tính em không thích khoe khoang nha, không thích khoe khoang, nhưng mà chị trả cho em là 1.240.000. Thì chị đưa 1.300.000, thì chị không có tiền lẻ, thì giờ em phải thôi chị 60. Bún rồi em cột được 44 bó. Đến nhân luôn cho 44 nhân 200 đồng đúng không chị? 44 nhân 2 là 88, vậy đều được 8.800. Đúng. Dạ, chị làm chẵn cho em, chị làm chẵn cho em là 9.000. Cho luôn. Tao là hào sản chú. Bó này là được. Chị nhận bó này. Dạ. Còn em này thì gắt bự quá, bán người ta không xứng đáng chị ơi. Cho nên bán cho em. Dạ. Bó này cũng gắt nữa nhưng mà nhỏ thôi, lấy được. Lấy được. Còn ba em này gắt nhiều quá. Rồi. Bán cho em. Lấy 3 bó đó ha. Dạ. Ủa khoan, chị còn 2 bó này là 2 bó đó của chị. Ý là chị không có nhân nhượng một chút luôn đúng không? Không đúng. Đúng rồi, đâu có nhân nhượng. Làm kinh doanh mà sao nhân nhượng được chị? Này là 8.800. 8.800. Này 800. Còn 2 cái này được 16. Là 1.600. 1.600 là 10.000 mấy trăm. 10.400. Hồi nãy em làm gấp một cái bịch của chị 200 đồng nữa. Chị tính cho em 600 luôn đi cho chẳng 11.000. Vậy thôi chị trừ cho em 400 luôn đi. Rồi. Là còn 10.000 chẳng. Còn 10.000 chẳng đúng rồi. Là 10.000 công của em. Đúng rồi, đúng rồi. Ba bó này 75.000. 75. Vậy em đưa là chị 65. Dạ. Đấy với em tiền là phù du. Nếu mà chị gặp em ngày đầu á là em không chịu. Nhưng mà sau khi em gặp anh Kim Tử Long á, em thấy anh sống chiêu quá chị. Đưa 65.000, có 6, bớt 5.000. Thôi đưa 60 thôi cũng được. Thôi đúng không? Chị em mình thân tình mà. Rồi vậy chiều nay em có quay lại làm nữa không? Không chị, thôi đủ rồi. Em hả? Không phải. Em cũng trời ơi, chị chưa nghe nói hết. Có muốn làm nghề khác không? Có. Ở đây nó có bột khoai, bột bán. Dạ. Bánh tráng với nghề tre nứa á. Là tre là người ta làm cái gì vậy chị? Đóng ghế nè, đóng bàn nè. Rồi vậy thôi em cho em giới thiệu em bên tre đi. Em qua làm thử cho biết. Rồi còn hồi nãy là ở bển là em chạy được coi như là 2,5 thau rưỡi. Với lại tiền phơi của em á, em chỉ có phơi ra không à. Tại vì người ta phơi là người ta phải tới chợ lui, người ta hốt vô, người ta mới được 5.000. Hốt vô luôn mới được 5.000. Anh tính của em 2 thau thì chỉ có được có 5.000 thôi. Dạ. Ha, là tiền công của em ở bển là em được 55.000. 55.000 luôn hả? Ok. Cũng ít. Lát về nói anh Huy Khánh 5.500.000. Không thì anh cứ nói xạo chứ em không phải nói xạo thật sự. Có thể chương trình khác nói xạo cũng được, nhưng mà đối với chương trình truyền hình thực tế, đặc biệt là Đệ Nhất Mưu Sinh, anh không thể nào lấy một cái giá ảo ra nói chuyện với người lớn vậy được. Cho dù ngày hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền thì mình về mình phải nói là mình kiếm được 2,5 triệu mỗi người nha. Sao mà cứ vậy hoài? Dạ em cảm ơn anh chị rất nhiều một lần nữa. Dạ. Ê, chiều nay là đi làm tre nứa đó, em mới xin được địa chỉ rồi đó. Dạ hả? Xin được rồi hả? Đúng rồi. Dạ em cảm ơn anh chị. Dạ. Nếu mà lần sau em có cơ hội quay trở lại đây, em hứa với anh chị là em sẽ làm tốt hơn. Cái tay em liên luôn. Bữa nay có màu nhang rồi đó. Đó em cũng có màu nhang rồi nè. Còn tay em trắng tay chị ơi. Em trắng tay rồi. Bởi vậy em mới bị trừ tiền. Thôi nói chung là kệ không sao, vui là được chị ơi. Vui là được, đúng rồi. Bây giờ mình chụp với nhau tấm hình kỷ niệm nha anh chị. Dạ. Dạ, tụi em xin chụp với anh chị tấm hình nha. Dạ. Khánh ơi, Quỳnh ơi, nội cái tàn nhang mũi của hai đứa là nó dơ hết cái nhà này biết không? Chương trình mời anh tới là hợp lý á anh. Sao vậy? Tại vì anh là một người rất là chu đáo. Thôi. Nói da gà hả? Nói da gà. Trời ơi, người này ở đây 3 ngày mà dơ dữ vậy trời. Ok, bây giờ em nghĩ vậy nè, tụi mình sắp xếp đi. Ăn gì đó đi rồi hãy đi làm. Em nghĩ là ăn không quan trọng nha. Quan trọng, không có sức làm đâu. Không, người ăn đi em làm gì có tiền đâu. Em bao em. Có anh em ở đây mà, sợ gì. Nhưng mà giờ mình ăn gì đã? Ăn gạo chan nước tương. Nấu lên chan nước tương. Ê, vẫn ngon nha. Ủa, tụi mình có tiền mà, sao ăn kỳ vậy? Mình đi mua trứng về mình luộc. Ví dụ chấm nước tương thì mình dầm nước tương. Rồi, ok, anh đi mua đồ ăn. anh đi mua đồ ăn. Dạ sao cô? Dạ. Sao mấy chú không cho bò tôi ăn vậy? Bò tôi đói á mấy chú. Dạ nói nào ngay giờ con cũng xin thay mặt mấy anh em ở đây xin lỗi cô, tại vì do mấy bạn tới mà bạn không đọc kỹ nội quy, trong khi tụi con đã ghi rất là rõ. Tụi con mới tới nên tụi con không biết đấy là những người ở lâu vậy phải là những người chủ. Dạ con cũng xin thưa là ngày đầu tiên con với lại anh Huy Khánh đã gọi là chăm sóc cho các bé bò và rồi bây giờ tụi con chuẩn bị ra tắm cho mấy bé. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ rồi cho mấy bé ăn. Dạ. Rồi nên tụi con sẽ lau nhà quét nhà rồi dọn dẹp. Rồi tiền chăm chăm của con hỏi mấy chú ai sao mấy chú không tính tiền. Đó ai hái thì ai đúng rồi, ai hái thì tính tiền thôi chứ. Nhưng mà anh thấy nó chùm chơm chơm anh được ăn được không? Hái ăn có phải trả tiền không? Không, ăn thoải mái nhà em ăn đi. Sôi đỏ em nắm rồi. Sôi đỏ em nắm rồi. Anh Khánh có lý để nói gì không? Có, anh cũng thấy cũng có cô nói có lý. Ủa? Vườn chôm chôm người ta tới, người ta bỏ công, người ta hái thì cô trả người ta nhiêu cô? 10.000 ký thì cô sang cho mấy con có 10.000 ký luôn. Nhưng mà là con hái thì cô có trừ tiền hái. Dạ đúng rồi, cái công hái đó cô. Công hái, thôi cạn tính 9.000 đi. 9.000, bữa con hái được. Mình hái 2 ký rồi đúng không? 7, 10 mấy ký. À, 21 kg đúng không? 21 kg hay vậy? Ờ, tôi biết mà. Thôi chúng con 20 kg thôi. 20 kg nhân 9 180 hả cô? 180 chia đôi là em với anh đưa cô. Không chia đôi được. Bữa em xách 4 bịch 8 kg, em xách có 4 bịch 4 kg à. Là em mới nhiều hơn anh chứ. Đúng không? Giờ đi xe em. Mà xe em thế nào cũng bị tốn xăng. Thì thôi giờ anh nhường cho em cái phần 2 kg. Anh bán 1 kg được không? Hợp lý không? Anh bán 4 kg, em bán 8 kg phải không? Đúng rồi, coi như là bù lại tiền xăng được chưa? Ok, tuyệt vời, anh xứng đáng là một người anh đó. Anh xứng đáng là một người anh đó. Anh nhường cho em cái rổ bự đó. Nhưng mà hình như là lúc ra ngoài đó hình như em tặng cho bà con là chính cái đó chuyện của em nha. Cái gì tặng là cái tấm lòng của em. Đúng rồi, em phải bỏ tiền ra để mua cái tấm lòng của em. 2 kg là em phải có. Đúng rồi, em phải bỏ tiền ra để mua cái tấm lòng. Ê, xin lỗi nha mọi người đang vô tình dồn em, giờ đừng cùng không. Làm đi. Ok là 180 đúng không? Vậy em đưa 100, anh đưa 80 nhá. Không, anh đưa 80, anh đưa 100 đi. Ủa thì khác gì cái vô anh ổn không? Anh đưa 80. Thì em nói là em đưa 100, anh đưa 80, anh không chịu, nó không, anh đưa 80, em đưa 100 là sao vậy trời? Rồi chưa ấy. À cô nói được diễn kịch nó trả tiền lẹ, cô về cô không có khanh, cô có sở thích coi kịch. Trời ơi quả tới dồn dập. Con đưa cô 140 giùm con nha. Dạ anh đưa bao nhiêu để em bù nè? Dạ vậy là con bù là 120 cô ha. 80. Nó là giống như mấy bà lừa đảo ngoài chợ đó là đó đó. Không, cái này là anh phải đưa 80. Dạ con đưa cô thêm 60. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Dạ hai bạn sẽ tắm bò về cho bò ăn, cô yên tâm nha. Hai bạn mới dạ. Đi ra cho bò tắm đi hay lắm. Đi tắm bò thôi. Đi tắm bò đi. Thay quần ngắn đi trời, tắm bò mang vớ mang giày nữa hả? Ủa anh ơi đi tắm bò anh mang vớ gì? Ai biết. Tắm bò thường là tao không mặc đồ luôn á. Tỉnh táo lên. Không biết. Xưa giờ đi tắm bò bây giờ đâu. Trời ra đây em chỉ anh thú vị lắm. Anh Khánh ra chỉ anh. Để anh thay quần tắm bò cái. Mấy ngày vừa rồi mọi người tắm bò làm sao? Chưa tắm luôn. Chưa hả? Chưa tắm. Không thể nào mà 4 người làm một công việc được. Nó quá gọi là phản khoa học. Cho nên là mình sẽ giúp tụi nó âm thầm nấu cơm cho tụi nó tắm bò. Chết. 4 đứa ăn 3 chén. Giờ mình sẽ đi qua hàng xóm mình quay thịt nha các bạn. Nhà cô có thịt gì không? Cho con dây mượn chiều đi chợ về ăn trả. Có trứng gà không cô? Cho ra trứng được. Trứng bao nhiêu trứng cô? Có bao nhiêu trứng? 8 trứng thôi cô. 8 thôi phải không? Dạ ăn nhiều quá trả mệt lắm. Trời! Chờ lâu cô lỗ rồi nghe. Ngon lắm. con bán măng cụt giùm. Cô lò tho được không? Cô lò tho là cô gì? Cô cá sạc. Đúng rồi. Ồ, ba con này ngon nè. Nhà gia đình có giàu ba con nghe. Trời, anh trao giỏi quá à. Wow. Quá giỏi. Rồi nè Khánh, vô. Rồi, bây giờ tôi cho một cái thật cao lên trên đầu nha. Đúng rồi. Con muốn nắm đầu không? Rồi, con quay người lại đi. Rồi, con lên đây nha. Cái gì Khánh ơi, từ từ em. Em bị liệu, em bị liệu. Tắm cho con nha. Xin lỗi con nha. Rồi, tắm cho em nữa nha. Bảo bối. Cái ba. Búp bê. Rồi, sẵn thịt cái chuồng cho sạch luôn Khánh. Dạ, dạ. Bảo đảm là sẽ thèm. Wow. Cảm ơn mọi người. Nhà ăn cơm ngon liền. Cảm ơn mọi người vì bữa ăn. Ủa? Gì đây anh? Canh nấu với cà tím hả anh? Là gì vậy? Lá cách đó. Trời ơi, ngon lắm nha các bạn. Cá ngon rồi. Cá đồ. Trứng ngon nha. Mềm dễ ăn á. Cánh lửa nào không có xương ăn nha em. Dạ, dạ được ạ. Ngon quá. Nhìn hấp dẫn thật sự quá. Ê, một bữa ăn quá nhiều đồ ngon mà mình phải ăn rất là gấp gáp á. Em sợ em thì cảm giác bị tiếc kìa á. Còn dừng mưa á. Mưa chứ anh. Chắc luôn. Trời ra luôn em. Rút ra bụng cái giật. Cho xoài nè, xoài xinh á. Đúng ý em luôn á. Trứng là mua nhưng mà trời tụi anh xin. Cái chị chủ nhà là chỉ cho một cái thôi. Cái anh chủ nhà thấy hương quá, cái anh dành cho xào anh hái thứ hai. Là ảnh hái, chứ có phải tụi anh hái đâu. Cuối cùng là được cho luôn. Không, ý là ảnh hái cho tụi em xong rồi tụi em tuồn về nhà luôn, trốn về nhà luôn. Dạ không trả tiền luôn. Không đi qua cửa chính luôn. Đây sự hồi nãy về nói với em là mua hai trái 18.000. Xong cái em mới nhìn anh mới bắt đầu cái câu chuyện, cái em nhìn ổng, cái ổng nhìn nè, nghe hết là cuối cùng cùng về đi làm. Cái đứa nhỏ ăn cơm mà bị ba nhắc nữa. Vô quậy vô. Trời ơi sao cỏ không vậy? Kìa kìa gỗ kìa, sao gỗ này to nè. Ghế. Có mái che nha. Đã quá à. Vậy thì trời mưa cũng không sợ. Nhà em có mấy cái này nè, nhà em mua cái này nè. Thôi hết giờ vô xin đi làm nè, lẹ. Dạ em chào chị. Em muốn xin phép chị nhận 4 tụi em vô để đi làm kiếm tiền. Thì bây giờ tụi em không biết, tụi em có thể lấy lương thấp hơn chút xíu. Rồi nhờ chị, nhờ mấy anh hướng dẫn tụi em làm. Nếu tụi em làm giỏi như mấy anh kia thì chị có thể thưởng em hơn. Dạ. Như là trưa là 12 giờ rưỡi mình làm tới chiều thì một buổi. Bây giờ mình về vô lỡ cỡ thì... Bắt đầu tính từ 3 giờ thôi. Vô lỡ cỡ từ 3 giờ. Tính từ 3 giờ. Tính tiếng cũng được chị. Tính tiếng hay chị? Chỉ là 1 giờ là 25.000. Tiếng 25.000. Tiếng 25.000. Thì tới 5 giờ là nghỉ, tụi em làm được 2 tiếng là 50 một người, 4 người là 200. Ok, 200.000 4 anh em mình. Đi thôi. Đi vui lên. lỗ đó sẽ ngay, còn hải cây này nó điển bên là cái lỗ nó xéo anh gõ. Hồi xưa là anh học này hay là ai chỉ cho anh? Này là gia truyền, ba cũng làm những với anh luôn công việc này luôn. Hồi xưa thì chỉ làm là thị trường nội địa không, phát triển lên gõ mạnh lại vô rồi. Rồi đúng rồi, rồi tiếp cái này. Mỗi tối về có mỗi tay không anh, quen hả? Đuối lắm. Rêm luôn, nãy em vỗ nãy giờ mà nó rung tay luôn à. Tối nay em biết về sao cầm cơm ăn nữa. Vậy luôn à. Anh lấy cái súng kia đã. Biết sử dụng không? Biết. Bấm trên bấm dưới luôn ha. À đúng rồi. Bóp vô hả? Bóp vô là ra. Đây hả? À đúng rồi. Rồi rồi rồi. Anh làm nghề này lâu chưa anh? Cách ngoài 30. 30 năm. 30 năm anh làm đúng một cái nghề này thôi hả? Nói chung cũng có mấy nghề khác mà đều nghề này là nghề chính. Để có cái cây này không là nó phải qua cái giai đoạn là lựa rồi đo rồi cưa rồi khoan, là tới anh cái khúc này là phải qua 2-3 khâu rồi ha. Tới đây là cần 5 công đoạn rồi, xong rồi mình bắt đầu đi đánh bóng sơn nó lên nữa. Em còn qua một cái khâu mấy cái tu nữ xử lý đó. Cái cấu trúc vị trí ghế đó đây không được, cái này không hợp với tất cả. Cái này mới hợp nè, thấy chưa, thấy chưa, cái này không hợp. Ông Quỳnh Lý ông chàng sao mà nó mòn luôn á. Ý em là sao Khánh? Em có ý kiến gì về những thành phẩm đó hả Khánh? Dạ không, em chỉ có ý kiến về hành vi thôi chứ thành phẩm thì ok rồi. Ngay nha, ngay vô nha. Nè nó tự lát nữa nó hít cái này vô nè. Vậy nó cầm ở đây. Đúng rồi, phải cố định cái này lại. Như hay đó chị. Đấy phải thế. Đâu cái này ngon nha. Cái này ngon nha. Rất là ngon đó. Bẻ đó chi vậy? Nó không thật sự chặt nha. Bẻ thì hãy để cái kéo sửa chữa những sai lầm này nhé. Tuyệt vời. Anh thấy chưa? Ủa? Sao vậy anh? Trời ơi, chút đền tiền giấy cho bà chủ đó, đừng. Đền thì đền, rõ ràng đó là những bài học mà anh. Mà học được chưa? Nhân yeah. Là coi như mình mỗi đứa 50 là được 50. 2 tiếng 50. 2 tiếng 50 nhưng tiền dây là 260. Em cầm chắc nha. Sao kỳ vậy? Em không biết. Giờ máy á anh ơi, là nó bị cái tình trạng này là như thế nào ha? Cái này nè. Dạ để em chuyển hình. Chúng ta vậy dịnh cho nó dịnh vậy thôi. Cái này nè. Cái này mình cầm cái dây cứng lại. Nó chỉ nó có độ cứng nhất định thôi. Dạ em hiểu rồi ạ. Đấy. À, chưa. Em mệt quá, em bị mụ đầu rồi. Em để 5 cái lên anh sắp cho anh biết cách sắp rồi. Dạ, mình bên đây là may mắn lắm, bên đó là làm khó hơn mình mà, tại vì mình bên đây bằng lương á. Quý vị và các bạn thân mến, đây là anh Luôn, người đã chỉ cho Huy Khánh làm cái thang tre này. Đây là cái thang tre trang trí để phơi đồ. Và nãy giờ Huy Khánh làm cũng được cả chục cái rồi. Bây giờ mình sẽ đích thân làm từng cái cho mọi người coi nha. Đó, thấy nó vậy chứ nó không có đơn giản đâu nha mọi người. Sau đó chúng ta lấy cái cây này, ta giữ nhẹ, thầy chỉ sao giờ nó đi vậy đó. Đó, bắt đầu mình để nó qua. Anh em này vất vả không? Quá vất vả mà. Vất vả thiệt hả? Vất vả, những giọt mồ hôi đã rơi. Hôm nay mà vất vả gì? Hỏi Khánh coi hôm qua làm sao? Hôm qua ngày sao? Hôm qua là một ngày đối với em rất đặc biệt nha. Em nhắc lại em còn muốn ướt nước mắt á. Sao vậy? Xúc động. Thật sự. Em được... Em chia sẻ lại nè. Anh cho bỏ khẩu em đi. Ngày hôm qua là một ngày rất là vất vả hơn hôm nay nhiều. Đúng hả? Anh không tin rồi hỏi Khánh đi. Hả? Tao chưa biết hôm qua làm gì luôn nãy giờ. Nửa tiếng trôi qua. Mà cứ nói về hôm qua, em không hề biết hôm qua làm gì. Xin lỗi, em hơi mắc cười. Hôm qua làm gì hai? Ngày hôm qua, rồi em với anh Kim Tử Long thì đi làm muối tôm. Là... phỏng nguyên cái đùi luôn á hả? Em phỏng tại ớt á anh. Nguyên một cái nồi ớt vậy nè, trời quá trời luôn. Em phỏng ớt. Dạ con phỏng ớt. Xong cái lát nữa tụi em được 500. Bị anh... Bị là chứ chuẩn bị có điểm nè. Anh có biết là em kiếm ra đồng tiền đó là vất vả. Em chảy mồ hôi sôi nước mắt. Anh Long thì nằm selfie chụp hình. Anh Long ngủ. Anh Long uống cà phê. Anh Long còn lừa ba đứa tụi em đi ăn bánh canh Trảng Bàng gần 500 ngàn. Sao anh Long bỏ chú? Em thật sự ông muốn làm gì không hả? Đúng rồi, em thật sự suy nghĩ là đó có thật sự là người bạn đồng hành của em không, nhưng đến cuối ngày tiền chắc góp trong cái việc mang lời ca tiếng hát cho mọi người. Ngày hôm qua ảnh đưa cho em hết. Tổng cộng là 101 nhưng tiền anh lừa tụi em là 480. Đưa em 140 mà anh lừa em 480. Anh Huy Khánh kêu là đồ con cháu. Tụi em bây giờ không có tiền mà ăn mà uống. Em ghê nữa, nó mệt lắm rồi. Giờ ra xếp hàng gặp dì chủ nè. Dì Chu ơi ơi, tụi em ăn xong rồi đâu. Hãy trả lương cho em đi chị. Chúng em sẽ vui lắm nè. Giờ mình nói nghe anh Huy Khánh với lại Quỳnh Lý thì mình thấy làm ổn thì bây giờ mình trả lương. Còn hai bạn thì giờ cho trải nghiệm trước đi. Như đúng rồi anh ơi, đừng diễn nét đó. Mình không bị phạt, mình không bị phạt tiền là may lắm rồi. Hả? Mình bị hư dây nhiều. Đúng rồi, mình bị hư dây nhiều, mình làm chưa có chuẩn hiểu không? Anh mua gà vậy tụi em làm. Ok. Có phút cùng hưởng có quả cùng chiêu. Dạ anh Huy Khánh đây. Dạ, em cảm ơn chị. Đồng tiền mồ hôi nước mắt đó chị. Ôi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời chị, chết cái ba lô tiền của em. Chào sư phụ, con về. Chào mấy cô. Chào anh. Cảm ơn mấy chị. Kiểu tụi mình nhìn y như mấy người mà công nhân mà đi làm về xong cái điệu nhau đi về. Y chang vậy luôn. Mà điệu nhau mất cười. Điệu nhau về. Tôi đã nói với em rồi. Không phải, em đã nói rồi mà. Thấy ai cũng bình dị, chân thật khiến lòng mình mê say. Thấy yêu hơn đời vì những điều ta trải qua mỗi ngày. Quyết tâm không thể dừng, ta thử thách những nghề đặc trưng. Để xem ai tự tin là đệ nhất mưu sinh. Ta sẽ trở về mái nhà, có nắng, có gió, có chiếc nón lá ta đi trải nghiệm. Mưu sinh, khám phá được thấy rõ nét bao nhiêu con người thân thương. Những nơi đầy tình quê hương. Ta sẽ thức dậy ra đồng, bắt cá, đi lên nơi cao ta hái trái cây trong vườn. Đây là thành quả của cô em. Khám phá mới thấy rõ nét chân dung con người thiên nhiên. Ẩm thực văn hóa bao miền. Ta sẽ trở về mái nhà, có nắng, có gió. Kiểu mình bài dễ thương nha, bài chủ đề á hả? Dễ thương nhỉ? Còn nằm lên tay á. Chào em. Dạ, mời mọi người. Em cảm ơn mọi người. Dạ, mời mọi người cùng ăn. Ở một cái điều kiện khó khăn mà chúng ta có một cái thao gõi mà mặc dù nó hơi dài vậy. Anh đi hái măng cụt trong thời tiết trời. Không nhìn lên không hết cái măng cụt rồi luôn. Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà anh có tin là tụi em đứng xung quanh là cây không nha, sẽ đánh một đùng thật sự. Nó nè, măng cụt. Làm sao vậy? Anh không quan tâm đâu. Không ghê luôn á. Nhưng mà cái đũa này thật sự rất tức. Chương trình chuẩn bị nè. Cái đũa không cho người ăn được. Hồi sáng anh dính đó. Cái này là đôi đũa lệch đó. Lý do hồi sáng anh ăn bốc á. Trời đũa dòng kiền nên là trời ơi không có gấp được. Mà gặp nhỏ không biết ăn đũa nữa chứ. Được, anh ăn nè. Ăn bánh tráng này, ta nhớ bánh tráng xưa. Anh Khánh nhớ Huyên anh chán ngon rồi. Đúng đúng. À cái ông mà nghĩ làm đúng không? Đúng rồi. Thì em với anh Khánh được người dân bày cho một cái món là lại cái bánh tráng sống. Trước khi mình nướng á, lấy cái bánh tráng đó nhúng nước, xong rồi lấy ra cái bánh tráng hư mình mới vừa nướng xong, bóp ở giữa làm nhân, dầm một chén nước tương, ớt ha, đường, rồi tỏi, chanh, quậy lên rồi nó ngon. Vậy hả? Cũng được, được luôn á. Không có rau, không có gì hết luôn. Chỉ có cái giòn giòn của cái bánh tráng vàng thôi. Cái giòn giòn của bánh tráng vàng ở trong, mặn mặn của nó, và cái bánh tráng ướt bên ngoài. Vậy thôi đó, mà nhức nách. Chưa bao giờ mà em làm việc tay chân vào ca đêm là lúc 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng mọi người. Em có diễn kịch, có tập kịch, có đi quay phim thâu đêm suốt sáng có, nhưng mà lúc đó mình chỉ sử dụng hầu hết là trí não mình thôi, mình không có sử dụng tay chân. Mà cái này mình sử dụng hoàn toàn tay chân mình luôn. Và trong hoàn môi trường mà coi như là nó khác gì kinh khủng luôn. Thật ra là trong đó sáng cũng có anh đi chung quá, em tin không? Ai nói anh còn bận một cái áo khoác. Khiêng được 5 mẹt thôi anh cởi áo khoác ra rồi, mồ hôi nhiễu tỏn luôn, quá cực kinh khủng luôn. Ngày hôm nay là biết là sẽ đi làm một nhiệm vụ mới mà không nghĩ là mình đi làm lúc 2 giờ mấy sáng dậy. Lúc đó là ngày hôm qua là mỗi bữa là có thể là giờ đó anh chưa ngủ, hoặc có ngủ rồi mà chưa có ngon, nhưng mà hôm qua là ba anh em điệu đắp mặt nạ cho nhau xong rồi không thể nào ngủ được. Sau khi đắp xong phải chờ 20 phút để cho để lấy ra, không nên nắm ngược gì đó, rồi xong cứ nằm hoài canh 20 phút. Vừa lấy ra Khánh còn dặn là nhớ massage cho nó ngấm vô lại nha. Xong vừa massage xong nằm cái quạt gió mát mát vô, bắt đầu ngủ vô giấc. Thì lúc đó cũng gần 1 giờ hơn rồi, vừa vô giấc một cái anh thấy em đập một cái anh hết hồn, anh nhìn lên là cũng háo hức nhưng mà rớt buồn ngủ, nhưng mà vô tới đó xong cái bắt đầu thấy cái mắt mệt liền luôn, khói rồi cái hơi nước không nóng lắm, rồi vô cái chỗ ồn mà đứng kế bên nói không nghe được luôn. Trời ơi, dữ vậy. Cái máy mà cắt cái bột vai á. Dạ. Rồi có những cái máy cái giờ mình làm mà mình không tập trung á, cái tay mình có thể nó bị phỏng hơi nước, rồi bị cái máy quấn bột nó sẽ chém đứt tay mình nhiều thứ lắm. Em mới thấy là bái phục mọi người đã đi 3 ngày nay rồi mà mọi người còn sức dai đến như vậy, trong khi em không còn đủ tỉnh táo để hoạt động như mọi người nữa. Không, thật sự mọi người không tỉnh, em không biết mọi người sao nhưng riêng em là không tỉnh táo nữa. Nhưng mà anh thấy em vẫn năng động hơn anh, có nghĩa là em sức em bền hơn được, em không kiểm soát được năng lượng của mình. Có nghĩa là em sẽ có 2 trạng thái khi mà em mệt, một là em rất cọc, 2 là em rất là bị dễ mắc cười. Em mất kiểm soát cái đó. Anh sẽ không thể nào tưởng tượng được có một chương trình mà anh có thể dùng nhiều năng lượng đến như vậy. Anh hỏi Khánh với lại anh Huy Khánh rồi, về tới đây em gục liền luôn. Em nằm liền luôn, không mà biết gì nữa luôn á. Tới 3 giờ anh gọi dậy hả? Đó là anh gọi dậy á. Nhưng mà giống như là kiểu và em đã chuẩn bị một cái tinh thần cho ngày hôm sau cũng sẽ cực như vậy. Và đúng vậy luôn. Và nhiều khi là hơn như vậy. Nhưng mà hôm nay là rất nhẹ nhàng. Em thấy hôm nay rất nhẹ nhàng đó. Chỉ là nhẹ nhàng đó hả? Rồi anh không đi hôm qua sợ lắm. Qua đi mà nắng lắm kìa. Tại vì nhiều năng lượng quá nên mình mới lướt qua được cái điều đó. Chứ thật sự là nó rất là cực á. Vậy thì ngày mai em đề nghị mọi người một chuyện. Nói luôn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ không đi làm ở đây, chúng ta lên trung tâm của Tây Ninh tìm việc. Em nghĩ là chúng ta đừng đi xe máy, để lên trung tâm Tây Ninh hơi xa. Sao mình không thử đi xe buýt đi, cho đúng với người ta đi xa. Đi xe buýt 2.000 vé, 5.000 vé đúng không? Hay là mình đi cáp treo đi. Cái gì vậy? Treo là núi Bà hả? Từ đâu? Từ nhà mình khúc nào cáp treo đi đâu đâu? Ủa chứ phải lên trung tâm là núi Bà hả? Thôi xin lỗi. Nhưng mà từ đây lên trung tâm đó thì xa nên anh mới có nghĩa là mọi người đang nói cái việc là đi từ đây lên trung tâm. Đúng rồi. Còn lên trung tâm mà đi núi Bà hay không mà tính sao? Xin lỗi. Tại đó giờ em xuống đây xuống trung tâm này núi Bà. Nếu như tụi mình thích ăn vậy thì ngày mai lên Tây Ninh mình tìm một cái cơ sở nào cũng mà chuyên về ẩm thực hoặc là một cái món ăn đặc trưng. Em massage cho cũng có thể là mấy món nem ví dụ vậy, mình vô cơ sở mình làm mình có thể trải nghiệm được cái món ăn đó luôn. Ok, em nghĩ ok á. Vậy đi giải quyết vậy. Cái gì vậy? Em tên là Nam, nhưng mà nghệ danh của em là Cody. Bạn này là Quang Hùng MasterD. Hôm nay mình ăn gì vậy? Có gì ăn không ta? Đói quá. Có cơm nè. Chưa đi làm nó đói rồi. Cho em một sườn chả ốp la. Em bị chả ốp la sườn luôn ạ. Cho em một xin tố bơ. Em xin tố bơ luôn ạ. Quả tới nó không có tới lắc nhắc tới lần cặp, thấy không?